Chết nó Đấy. chơi nó kìa, chết rồi, từ từ. Mình về nhà con Beto Chan thì phải. Con vé Gì này nó ngồi ở à, phòng này hôm sẵn nay rồi. chị phải chết đấy. Con cứ im im mà chơi nhá. Chết Hay giả vờ mất mic, mẹ tí chat chat này. Rồi, đủ số 15 luôn. Ui, các bạn ơi. Nãy nó cho tôi số 1, rồi cho giả vờ tôi mất mic số 16 nha. vậy. Đây đây, Khải đây phép ơi, tha cho nó lên. Đây đây. Mày chém thằng mà đâu? Chém mới xin đây. Mày chém thằng này rồi, chém mới xin. Chém mới xin. Không, là mà 10 game nhá, 10 game thì 9 game thôi, tôi này cái gì bạn, có 1 con game bé tô bạn chan thách tôi cho mình chém bạn nhưng tôi không chém bạn bao giờ đâu. Bạn lấy cái thằng Philo đấy, Philo tản bom tôi thôi. Thôi, cứ là đồng ý. Con này một tí thôi nha. Tôi chơi không biết ăn đâu rồi. Anh bò ơi. Khánh là người chém bằng bé nào. Chơi chơi phòng này rồi cho nên là cũng không thấy. Dẹp sao? Chú ơi. Nói chung là không thấy vui lắm. Chú chơi Liên Quân không? Chú không biết chơi con ơi. Con có chơi bút gì không? Có, con chơi chú. Không biết chơi đâu. Chú răng gì chú? Nhưng mà bắt đi PC hay bắt đi mobile bạn? Cái gì? Con gì cái tên phòng đó là tên khác. Đây đây đây. Không biết là tên phòng là cái gì? Bé Nan, bé Nùng. Đây con chơi chú hả? Con chơi chú hả? Muốn camera lục nha. Mày chơi chú hả? Mày lọc quần chú mà chơi mobile hơi nhiều. Mày lọc quần chú cho mình chơi. Bé Nan, tao lại đi chèm thú với cô đi. Bọn này nó để thời gian khá là dài cho nên là thôi chat được nha. Blue, Khánh Tép và Devin Phạm. Được. Chơi đi. Bọn này nó hay tụ tập ở chỗ bên này á. Nó hay tụ tập ở phòng học với cả cái gì gì ấy. Đâu. Đạp sát luôn à. Cao thủ này làm việc nhanh lẹ thế nhờ. Đạp sát đâu ơi. Ủa sao ra ra ơi sao sao thằng bé đang chết rồi. Sát qua hành ngột, sát qua hành ngột. Từ từ, sát đâu đập, từ từ, đạp sát đâu vậy? Hành ngột, hành ngột, hành ngột. Hay tự nhiên rồi, tự nhiên rồi. Khoan khoan, chú ơi, chú nè đúng không? Chú mới chạy từ trên chó xuống, còn chạy lên đạp sát vậy chú. Con đạp. Từng người nói một mình tính. Không phải con. Con. Cái đó lát ra hội trường mình sẽ. Im, mọi người im đang dí cái xác này mà. Từ từ. Cái xác này. Im hết để tôi nói. Mới gặp chú trên từ dưới chạy lên kho cái chạy xuống đạp xác là sao vậy chú? Rồi đây bây giờ để chú nói nha. Khi mà chú đi ngang qua con là cooldown còn đúng chưa rồi, tôi... xong thì làm sao giết? Mới có 15 giây ơi, à? Chú ơi, chú phê đi thôi. Giữ mãi niềm tin đấy là cái thằng hôm trước chửi nhau với cả bóc bên mình ấy. Trời ơi. Chú ơi, à chú. Còn lại gích nhất cái vòng này chú ơi. Không. Nghe giọng mình lại gích nhớ. Chú ơi, chú sẽ lại gích nhớ nhờ. Chẳng nghe mẹ gì. Chú lúc nào cũng lại gích. Bây giờ ba chỉ người bằng người chưa chết. Từ từ chúng mày im lặng nhá. Chú ơi, thông chú lên báo đi là chú. Người nói tiếng chưa chết nha. Chú ơi, rất là legit, rất là legit. Đấy, anh mà thôi, ở ngoài đi em. Anh nhìn cái tên này, tên phòng nó lạ. Bình tĩnh xem nào, hỏi tôi không còn thời gian mà. Để người ta nói đâu. Ok, mà chết bà ra rồi. Chú, nghe chết tiếp đi. Thế chú chọn đôn hay chú ngẫu nhiên? Chọn. Chọn à? Rồi, thế thôi nhá. Tên này tạm tha chú nhá. Ok nhá, bây giờ Beto-chan của vấn đề thì Beto-chan. Làm vịt luôn, Đức ơi, không bao giờ làm vịt. Chỉ làm vịt cho người ta nói với. Tại vì có người bạn là gì thấy Khánh Tép chém á. Trời ơi, tất cả là do miệng cô Hà, cô Hà ơi. Không phải. Thôi, trong kẻ này. Rồi, skip đi. Thôi, thì trong kẻ nó. Lát ra mình bà sau Khánh Tép ạ. Rồi, anh ra chém à, không phải tùn ở nhóm anh à? Anh tưởng không tùn là tùn đấy. Trong cái đoạn đấy thực ra thì nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chú biết là chém chú ạ. Cái thằng ấy nó nói chuyện hơi khó chịu thôi. Mọi người chia nhau ra nói cho dễ nghe. Khó, hơi khó nghe. Thiệt ồn báo. Không nghe được gì luôn. Tôi tổng kết thông tin cho bạn nha. Tôi nghe mỗi chữ cờ và chữ nờ sau luôn. Nan ơi, cô không cứu được con rồi.
má sao mình cái... mẹ mình chạy chậm một tí nữa thôi là bị nó tóm được. May thật đấy. Cái đi lang thang này coi như cho nó không biết gì, không biết mình là ai. Một thằng ở đây. Có thằng ở đấy rồi. À chính là thằng Devin Phạm. Té được 3 xác rồi. Dí thì dí, sợ gì em? Điện thoại. Mình làm được 3 xác, xác kia là 4 xác rồi. À đúng rồi, xác cao thủ. Đây nhá, tôi bảo các bạn nhá, tôi nhìn thấy đứa chém nó tin là cái đéo gì. Nói chung là nó vừa lên phòng học tôi, có ai nhìn thấy nó lên phòng học không? Có đứa nào đi? Mày không cần thấy tên đâu, mày thấy màu không? Tôi thấy chữ đờ bạn ạ, tôi đang định dí bạn đấy. Chữ đờ. Ok, bây giờ chưa đi qua phòng học luôn. Tôi chưa nói thôi. Đấy, nói chung mày, cho nói cái này qua phòng học cho tôi xin mít cái. Chú ơi, hồi nãy thằng Lâm nó vừa chạy lên á, cái con dí theo sau là cái xác nó nằm giữa phòng học luôn chú, con chưa kịp vớ là ông này ông vớ rồi. Ôi bạn ơi, tôi đã xác rồi. Đúng rồi, nó mới từ dưới chạy lên luôn á, chú vừa với cô vừa. Con vừa đuổi theo sau nó là nó chết ở trên ở giữa phòng học luôn á. Mình được bốn xác rồi, đấy là ấm rồi. Thằng tép ở trong lô na kiểu gì để tôi nhìn thấy nó chém. Không, tôi đang nói cái xác của cái hằng màu xanh, tôi đang nói màu xanh chứ không có nói xác của lô na. Em nói xác lô na mà. Đây nhá, tôi bảo nhá, tôi đạp xác, tôi vừa đi đến cửa phòng học thì tôi đạp luôn. Nó chém vào cái đoạn mà giao giữa phòng học với hội trường, đúng chưa? Lucy mà không đạp là tôi đạp là gây cho một người này. Đúng, đúng. Biết nhá, không đạp đúng không? Lucy sao chết đấy? Như là có chữ đập vào bối bởi vì không nhìn được nhiều. Đúng không? Phe thứ 3 là không đạp. Đang ở đâu, Devin? Devin đang ở đâu? Tôi vừa cái lúc vừa có điện, tôi đứng ở chỗ thắp đèn ở trên phòng thí nghiệm ấy. Bây giờ chưa xuống phòng học khi nào hết. Lên số được không? Lên số được. Số 10. Số 10 hả? Nãy giờ chưa tới phòng học đâu. Thôi lên to luôn đi, đâu có ám sát đâu. Thôi, việc dụng ao đi em. Đừng ngồi phòng này nữa. Chắc anh sẽ chơi một ván thôi, vì hôm trước mình ngồi phòng này rồi mà. Người báo thù. Mấy người xuống dưới có ai thấy còn người báo thù không? Số 10 chọn không có ngủ gì. Đấy, anh tí chọn anh sang phòng khác nha. Tôi không chắc chữ đời đâu, thằng này thì đúng là nó như có mỗi mình nó đứng ở cạnh góc phòng đốt đấy thôi. Nhưng mà confirm ai đang đi với ai đi. Beto đang bộ đang đứng ở kho này. Beto thấy Baby Boo chạy quanh đấy lên là chắc Baby Boo cũng lấy ít rồi này. Ba người lấy ít. Nhưng mà trong cái số 10 đó có những cái gì ạ, Devin? Baby thôi tạm bỏ qua thằng này đi, bởi vì thôi, lúc cách đấy bỏ qua được, bỏ qua được lắm rồi. Nghe tôi nói nè, cách hòn rôn như thế khó lắm, bởi vì nếu như mà ông ấy nhận số 10 không ai nhận nó thì khó lên. Bây giờ các ai thì ai tốt nhất, đúng không? Số 10, đây tôi bảo số 10 là chọn người bất thù chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Ừ, ý là chọn người bất thù, nhưng mà ba cái hiện lên là cái gì? Cho nói cái bạn. Devin nói số 10. Devin. À, số 10 không phải nha, chém ra sinh số 10 nha. Nó chết rồi, nó đã sai ra chú rồi. Ok, chú. Đây số 10 bác Hùng. Làng ơi, làng. Để Đức nói kìa, cho Đức xin mất kìa. Cái thằng này, nó mất điện, nó đứng ở cái đoạn đèn ở góc phòng đốt, nó cứ đổ cuối rồi. Mày chắc nó không, nó không phải là thằng nó giết đâu. Bây giờ chú vô cho ông đấy xong, bây giờ ông mới nhận sai số là có vấn đề rồi mà. Tôi đã dí đâu, tôi gì mà tôi thấy chữ đờ. Không có dí. Có nghĩa tôi nhìn thấy gì tôi bảo đấy đúng không? Chữ bờ thôi.
Thế Devin không có biết tiết ra một hay ra hai. Devin thế lúc đấy tôi mới hỏi các bạn là đứa nào đi lên phòng học mà. Biết rồi, tiết ra một nha, mọi người vớt đi. Ê, còn Dada, từ từ nha. Từ từ đấy, chú xin cái này. Con ai còn súng không? Chú ơi, skip đi chú. Chú hiểu ý con rồi đúng không? Đấy, rồi, có súng rồi, bọn này có súng rồi, ra băm nhau rồi. Skip đi rồi, chú đi lại này, đây phải con biết chú là gì mà. Rất nhiều như thế này là có khả năng trên 2 vịt trở lên nó không vote là 3 vịt đấy bạn ạ, thôi, trốn đi. Baby Bull có súng rồi sao ấy? Gạ skip ra bao nhau rồi. Ui chú xuống đây. À, dùng chuông vậy. Ui, chưa chết à? Một, hai. Này, tôi bảo nhá, nếu mà bỏ qua thằng này thì chỉ còn Baby Boo thôi. Bởi vì tôi tính lên, tôi nhìn vào cái phòng học này nhá. Ờ, ông ơi, tôi bảo này. Tôi xin mic đây này, tôi nói nè. Lúc đầu ấy, là ông dí người ta. Xong rồi tụi tôi dí thì ông lại bảo thôi, chắc không phải đâu. Xong bây giờ ông lật lọng đẩy qua tôi. Không bây giờ mà. Đây tôi bảo. Xin mất. Chú xin mất. Mọi người cho chú xin mất, chú dí cái đại la nè, Khánh lên đâu. Người ta nói cháu đi tôi cháu làm gì đâu chú. Khánh mày lên đâu mày chạy. Cháu lại ghét chú từ đầu hả chú ơi. Lên đâu chú bóp mày nha. Lên đâu ngay. Đúng rồi, bóp Khánh đi. Khánh lên đâu ngay. Con này nó dí Khánh. Trời ơi, sao con đi qua thì vũ thích người chú. Bây giờ lên đâu không, lên đâu không nha. Con được phát hiếm. Quá nó đi chú. Đấy. Mẹ. Chả làm mẹ gì. Nó chứ không dí được. Nó bỏ cô. Dưng nó hỏi cái đéo. Này thì chạy. Cá mồm mà. Nhưng mà sao tự dưng nghe mấy vậy? Nhá có bỏ chạy hết. Ra cho ngủ đi thôi. Người à? Con nó mồm cô ạ. Khoai rồi. Nó giết luôn này chứ mày. Khoai rồi. Có nha Lucy nha. Nốt trận anh sẽ ăn phòng khác rồi. Pháp y với cả súng là không được rồi này. Báo thù không được rồi này. Ơ kìa, rồi lại rung ạ, chịu đấy. Ai xin mic nhưng mà mọi người không cho. Cứ tranh nhau nói nên tôi rung nha. Đây tôi là kỹ sư. Ta giờ rồi tắt điện là ta bao tè dưới phòng thí nghiệm để tôi nói đã đường anh nói. Thì lúc đấy hết được bộ trường á. Có Baby Boo này, Giữ Mãi Niềm Tin này, Bộ nè, Devin Phạm nè, thế nên là Sabote Đức thì rung chuông rồi. Đây là Sabote còn Hảo với Blue thôi nha mọi người nha. Ok, hợp lý luôn. Bây giờ Blue lên đoàn trước nè, Blue, bạn lại gì? Là vịt. Chính xác là con vịt. Cảnh sát chưa? Chết mẹ ở đây. Ờ thôi vô đi. Vô đi. Vô đi. Đéo mẹ đấy, có được chơi đâu anh em. Sống đấy. À vô luôn. Khổ thật. Phòng đéo được chơi luôn mà. Dùng chuông nhiều vãi. Cô bị mất tích rồi. Chả có mẹ gì dùng chuông. Khổ thật. Còn ai nữa anh Tép? Còn thằng David Phạm. Còn thằng David nữa. Ừ, đúng rồi. Sắm vịt thế, còn ba con vịt mày không win nổi, trời ơi non thế. Chẳng qua con tôi nó mồm thôi, còn không có mồm thì win ngay. Lớp mồm. Lớp mồm đâu mà thà không nói luôn, thà không nói là win. Không, thằng trêu cô, thằng cô thằng thật, cô đuổi chú, cô bảo chú ạ. Thì... Ồ, nổi tiếng chết rồi kìa. Devin thật á, nghe nổi tiếng chết rồi. Ừ, chết rồi đấy. Bạn chim không biết biết là sao được. Này tôi bảo con vịt đừng rồi, nó chém nhanh tay quá, tôi không làm kịp làm gì. Bạn thì kịp làm gì ở cái khác? Cái khác của bé là.
cái phòng này mình biết thừa kiểu chơi chúng nó rồi, không khát máu lên, không chém nhanh thì chúng nó ngồi nó suy luận, nó có một tí thôi là chúng nó rung chuông, chúng nó vốt thôi mà. Biết rồi. Mọi người đang ở đâu vậy? Tôi nói này nghe nè, vót thằng đi vi phạm đi. Lúc đầu chú không muốn vót nó, để chú sợ là còn đa đa thôi, chú định đa bông nó. Nhưng mà bây giờ là chết thêm một người nữa thì chỉ còn nó thôi, hết rồi. Chúng hỏi mọi người muốn vót tiền, tôi đâu nói. Ám sát bắn được hai người luôn, tuyệt vời ha. Chết không hối tiếc. Tôi đâu phải ám sát đâu, vẫn còn dịp rồi. Nói không sai mà, cái phòng này nó chơi cái luật chơi của chúng nó vẻ thì chỉ có ngốc lại thôi. Vì chị mà tiếng có nguyên game rồi, chém giáp như thế rồi mà không được thì chịu. Cô ơi, cô này cô la gì cô? Cô nhìn cô la là gì? Cái gì cô? Cháu biết gì đâu. Được ra chứ bây giờ. Ha, nãy pha. Pha kêu ông chung rồi. Cô kêu rồi. Mà chưa cô, có bây giờ ai chém không muốn nói đâu. Con vịt nào tiếp bảo. Mọi người ai xin mic để người ta nói nữa chứ mất công rung chuông hoài. Cua qua đây, nó nhỏ này, cua qua đây. Không chơi bắt chơi phòng quen rồi, mấy thằng em nó hay anh em mình nó bong lắm. Nó nè. À, chúng nó làm vịt nó toàn bong mình đầu tiên. Cua có người yêu chưa cua? Không. Em muốn chồng con hết rồi. Mấy bạn hôm qua ý. Cua chú. Dạ, hôm qua trời. Cua đi, bà đi. Cua có người yêu chưa cua? Nay đi phòng làm em. Ủa, có thằng nó thèm lấy cua luôn hả? Nói gì vậy? Ui, nãy 14 giờ 15 mất rồi. Thế thì sao mấy kia cái số này đẹp nè. Trong tuần thì sẽ là 2.6 giờ chơi sang. Cả team nha. Trời ơi, tao vui với cái hồn tao. Tao bị ông vợ tình kim tao nói chiếm tao đi, chiếm đi, kia nó tốt sao. Thằng nào xui với cua. Ồ hô. Thằng một mình. Nàng kiểu lửa báo này à, nhìn tên quen quen nhỉ. Tính là một thằng xui xẻo. Nhưng con bé này tính cũng vui phết này. Nói gì vậy? Không gì. Có ám sát kìa. Nghe nó sẵn hay sao? Đúng rồi, sàm. Có phải mày không vậy? Không. Thằng nào nói sẵn ấy. Mày. Chơi gì đâu, kiền chi cho cái này đánh cứu tao. Làm tí đa đa đi. Có ám sát chơi đa đa vui. Kéo lê ăn xác và ám sát. Chắc là có chim ưng nữa ha. Ôi, có cái hai này đẹp thế. Hy vọng nó không bị delay như hôm qua nữa. Hôm qua có những quả delay mình đứng mẹ phải xa đến nửa cái màn hình rồi nó vẫn chăm trúng. Bịp. Quả như thế thì không thể nào mà chạy nổi luôn. Canada nổi tiếng lộ. Cảnh sát trưởng dân phòng. Người nổi tiếng Canada là bốn con cuối này. À, chắc có chim ưng nữa. Canada. Canada. Chôn à, chun Canada. Màu đỏ. Có tắt điện thì sẽ ghim thằng Du lại nha. Ê, vừa thấy thằng nào đứng đây này. Súp cua này. Đây lại fake luôn đấy. Đây luôn. Đánh vào đây. Để vào đây chém đấy nhá. Cho em. Kiên với ca hỏi chấm ở đây này. Ôi dạ. Cái này cảnh sát trưởng chém nhầm nhá. Đúng rồi, em cũng thấy hai người ra vô kia chết. Xong rồi, em thấy em tính từ cái chị lên. À, sao kìa kìa nó cái này. Không biết anh Tuấn lại kìa lên không em. Vốt kìa đi, vốt kìa đi. Tuấn ma chê là chạy từ dưới lên. Ơ, thế cua không phải cái nhát trướng à? Ấy da. Còn gì à, vậy là cua là một cái gì đó rồi.
trốn đi nha, trốn đi nha. Có súp cua đi lên làm gì đấy? Mọi người chúng ta đừng có kéo vào cái trời ơi, giờ tên ai bây giờ? Con cua đỏ đỏ, con cua đỏ đỏ, cua đỏ đỏ. Ủa, Blue ơi. Hử? Tôi là ngỗng ba gang, ông làm gì đấy? Ôi, hỏi tôi làm gì? Chút đắc. Không có gì. Bạn ơi, tôi tin được bạn không? Tôi tin được bạn không à? Thấy vừa giật cho cái đâu thấy gì đâu. Thôi. Màu vàng. Thì tôi với lại cục tạ với lại chân đất đang đi nói chuyện thì vàng. Thấy cái xác này. Quá lên rồi. Loại được là kiểu lỡ báo này. Ở đâu? Thấy cả đâu? Đó, nói bằng ở kho như vậy. Mày bú rồi đúng không? Ở ngã ba nha, chỗ kho nó vào mới tôi được. Dạ sao bay ơi? Thôi cái thầy anh nghe là chân đất đi, nó là đa đa đó. Nào không tao. Tao không phải đa đa, tao là tinh linh. Tinh linh. Nguyên là nhồng nhồng nhồng. Bé quá. Rồi thì đúng là đa đa đi. Vút nó đa đa, vút đa đa đi. Vút. Cho nó bắn. Vút vút vút. Cua là vịt. Không bắn lên. Không sát bắn. Không bắn là thua. Trốn đi nhá, trốn đi nhá. Con kinh phu nó vừa nhận nó ba gang này. Tiến mình chung đâu. Ủa sao cua, cua xuống đâu vậy? Ơ thằng tướng áp kìa. Sao lại lấy bị Ben sấy? Anh nói thế nào ấy? Em còn định ra em bảo với nó là em là Canada đấy, xong em chạy mà chưa kịp nói nữa. Nó nuốt bố rồi. Thằng Ben háu ăn này. Uầy. Ui. Đâu đâu rồi? Dịt ngu với mày anh. Thằng Kiều lỡ báo. Súp cua màu xanh này. À ý anh Ben, anh hỏi là em có sấy thằng Ben không á? Sấy gì trời. Bỏ mẹ rồi. Nó chạy thẳng vào mình ạ, nguy hiểm thế. Chú Đắc này nhìn nguy hiểm vậy. Làm gì? Rồi. Đếm trên kèm đi. Tao có thông tin. Tao thám tử bắn kẻ nó, thằng tao xóa thằng trên đất đầu đỏ. Đúng. Chú đất đầu đỏ. Đúng. Đó là đa đa đi. Zoom hả? Kệ nó vốt đa đa đi, vốt đa đa đi, vốt đa đa. Vốt chú tít. Đa đa, vốt đa đa sao đỏ được hay. Vốt đa đa đi. Ủa ơi, chú ơi, sao chúng ta vốt kẻ nó vậy? Chị nhắm tao với cần kề quá. Đúng rồi, cần kề. Đang sát con ta cun rồi. Đang sát con bằng cấp 3 cun rồi. Kiều ơi, thằng học Kiều ơi. Nó thật ghê à kìa. Vụt luôn. Vớt này đã, nãy giờ chưa có con vịt nào à. Không biết là có bùn nông không. À, con vịt xấu xa. À quên, không biết có chim ưng không nữa cơ. Hôm nay tao hỏi. Ủa. Trời ơi. Ủa, tao hỏi là mềm một câu này. Bây giờ có vịt chết rồi thì mình sẽ không đứng ở chỗ kia nữa nha. Mày anh hả? Từ nhé. Ê à. Ừ. À đi. Mày anh với Jun hả? Tí nữa mà run toi là còn mai anh nhá.
gian luôn. Vậy? Xúc cua chém à? Mai Anh này, thằng Jun vẫn còn. Mai Anh cho anh mà, ớ. Xác này là Mai Anh xúc cua chém. Trong đó mà. Ờ, chỉ có hai người trong đó thôi, một trong hai thôi. Thôi. Mọi người ơi, tôi có thông tin. Hay Blue chém. Xúc cua chém trước mặt tôi mà. Gì đấy, tôi đang cho anh mà. Jun làm cái gì mà cứ đứng im làm sabote sao ấy? Ủa làm sabote gì trong... bà? Mình chỉ dí nhẹ nhẹ thôi nhá. Không, Jun đứng trong im ở trong tủ đồ lúc đấy hiền tế không đi hiền tế đứng im tủ đồ ấy. Tự nhiên bây giờ hỏi có ai nhận thám tử không đi là biết rồi. Nhưng mà sao ê, đi hiền tế mà ông lại đứng im? Tại sao nó nhận thám tử rồi? Nhưng mà để nói bánh. Cái xác này chút đi, cái xác này. Để hai bánh coi. Thì đấy, tôi nhìn thấy. Cái xác có hầm. Ừ, để đợi cái xác lúc nãy đã. Tôi nhìn thấy xúc cua chém mà, thế thôi. Ừ, anh cho anh mà. Xúc cua số bao nhiêu đây? Xúc cua lên Ron đi. Ở Ron với Blue kìa. Đúng, đừng xúc cua số bao nhiêu đấy, có ám sát thì vậy. Im đây. Ừ, hello Trọng nha. Có bao nhiêu? Số 7 kìa. 7 là cái gì ta? Rồi, anh nhận không? Sao im re vậy? Ừ, sao im re thế nhỉ? Có tự nhiên không nói gì. Tôi không biết, tôi bót lỗi trừ. Có 2 người, tôi bót 1 trong 2 thôi. Thế thì bố mẹ cả 2 đi. Thịt ngu anh ơi. Điên à? Số cua chém trước mặt tôi đi vốt tôi. Hả? Ừ, phòng học. Nghe. Gì đây? Ok. Ám sát đéo đi đâu nhỉ? Bây giờ chắc là chỉ còn Mai Anh thôi đấy. Rồi mình sẽ ném Mai Anh ra một tí nhá. Bây giờ sẽ không đi hiến tế nữa, chạy thôi. Dịt ngô ok này. Té thôi. Trốn nha. Trốn mẹ tít vào sâu trong này đi. Cho chúng nó đi làm đấy. 10 giây mà không xong là mình vào mình làm nốt. Ok này. Đấy. Nó không làm hiến tế, nó đi lẻ kìa. Nó chạy gì, nó lấy, không lấy đồ ăn luôn. Ê, liên quan gì vô tôi? À, mọi người cho hai đồ ăn rồi. Ông chạy từ trên xuống, ông né cái xúc xích. Ông xuống, ông không cho đồ ăn. Tôi không có đồ. Có đồ kế người ông luôn, ông không lấy, ông chạy, ông né mà. Tôi chạy, ừ. Tôi thấy mà. Thôi vô tôi đi, tôi dí được xúc cua là vui rồi. Gì thế? Phải nghe hấp dẫn, nghe hấp dẫn nhỉ? Ghê quá. Chắc sao rồi đấy. Trời ơi, cái con Dada còn ác này. Trời ơi. Ép xác của mình là bao? Mai Anh kìa, Mai Anh trời kìa. Mày hấp cua. Mày hấp cua.
Quả đấy là thằng ám sát tao đi không bắn đâu. Thế tí thì bị bắn rồi. Làm một trận nữa đi. Có cái tên blue nó trong blue luôn này. Có một ván chưa? Vâng, hết pin rồi. Đi ngủ rồi. Ờ. Đi đâu? Đi tập. Thôi tôi không làm việc đâu. Vậy. Làm việc cả tối rồi chán quá. Mẹ à, mày làm việc thế. Đúng to thế. Ui giời, số 1 luôn đây rồi. Số 14. Hỏi đại anh em là có bằng không? Có bạn ơi, có bạn ơi. Có. Có độ PC bạn ạ. Có bạn của anh độ. Bạn ở đâu cao bằng ấy? Bạn ở đâu cao bằng ấy? Không phải ở đâu, hỏi thế thôi. Thằng leo leo mà, thằng leo leo. À anh à. Anh ở cao bằng, anh ở đâu ấy? Anh ở Đồng Bằng, anh có ở Cao Bằng đâu. À, anh ở Đồng Bằng. Hello. Có bạn Hải nào ở Vĩnh Thông? Kéo Lê đặt bom. À, có. Ông Khải. Có đặt bom thì phải chơi chậm nha anh em. À, em đâu? Không thể nào mà nhớ được hết tất cả mọi người. Thế là Lê Lê là sinh năm bao nhiêu? 98. Băng à, trận. Ok. Trận này có sát thủ nhé mọi người nhé. Trận này có sát thủ. Okay. Chỉ có em chị ơi, chị là cầm đầu trong cái phòng này rồi thì như nào nhỉ? Một cái gai. Như nào như nào quỷ đại đạo. Anh như nào anh lêu lêu, anh chỉ cần nói ra một câu, anh thở đi lêu lêu lêu. Sao đang thở đây, đã không thở tao chết à. Này lêu lêu, số 14 này, xem số 14 này, thở đấy. Canada sợ mình quá, có đã ra xong đấu. Bo bo và con dâu Nana. Ôi, mẹ. Ba anh em mình có vẻ lê gích thế nhờ. Ba anh em mình gặp nhau là mình có thể cái duyên rồi đấy anh à. Đúng. Anh có tin hai bọn em không? Đây cả đứa tin hai anh em mình không dũng ơi. Đừng giết à. À, đây là xong đấu. Đừng giết à. Dũng ơi. Giết à. Dũng. Trời ơi, xa vậy. Từ từ. Kéo Ly đặt bom, ok. Xa vậy. Mọi người ơi, xa vậy. Tao cầm bom, tao sợ quá, tao dùng chuông. Tao còn 2 giây. Trời ơi. Nhưng mà... Trời nhưng ơi, mà chỉ... nghèo đi. Tôi còn nhớ trưởng nữa đâu. Để chắc trưởng nó cút. Đó là bom nào, sao cậu cầm được bom 2 giây hay vậy? Bây giờ đi tìm con bé Nana đã. Đây rồi. Trời ơi. Tài nữa thôi. Yeah. Ôi! Chị Lala chém kìa. Đi bói. Ok. Đá gà hay thế nhờ. Biết mà, không phải nói. Không phải đâu, thằng Dũng được giết tay vút rồi đi. Ok. Ê, con Nana thầm vào. Ê, con Nana thầm vào. Con bé này vui mà. Đa đa ham vọng. Giờ chị bớt thầm vọng hồi em cái. Bây giờ mình đi cạnh con bé này mình trêu ra, cho bom nó đặt tí cho nó vui. Chị Na cần Nana nhá. Chị Na đa đa nhá. Không biết bồ nông hay cái gì. Thì trốn đấy. Này. Em ơi. Thôi Blue đừng giết mà. Đi ra đi.
Ủa? Đi ra đi. Ngon thú ai. Đi trước soi đầu đi bạn, đi trước soi đầu đi. Ok. Đừng ai phát xác, đừng ai phát xác, đừng ai phát xác. Đừng ai phát xác, mẹ đang nghĩ ra lẽ trường. Thề, thề. Lâu quá. Lâu vãi gì thề. Xe. Đây đây đây, một đoàn đi xe, cả một đoàn đi xe, cả một đoàn đi xe. Nào. Xong rồi mẹ Nana xuống sông này. Vứt nào, vứt nào. Vứt đi, ôi vứt đâu. Vứt vứt vứt. Ôi chị Na. Ôi chị Na đâu ấy. Thôi chị Na, ai vứt dưới rồi, ôi. Oh, em bé bừa thôi, bye bye chị baby. Bố mẹ nói đâu. Cãi đâu. Cái thằng chạy đầu tiên ở ra cái gần trước phòng học ấy. Thằng ấy luôn ấy. Ừ, ai bảo đâu. Ai bảo đâu. Ai bảo gì đâu. Không biết ai bảo gì đâu. Thằng nào nó cơ. Ủa chị là. Thằng nào nó. Ai dạ. Ai dạ. Hà Phương. Ai chém Nana xuống sông á. Ừ. Thôi xong. Dìm dìm cổ Nana xuống sông rồi. Này đi đi xem kéo sát diễu hành đi. Dạ. Còn mà. Hà Phương gặp bom. Anh là bờ thương con bé đấy. Thì em biết ai rồi. Xuống sông thì em biết ai rồi. Chị 13 ai ra khám hộ em. Bố ba gì à? Bất thình giật mình bất tình lình tròn đàn hà xuống sông. Ba đi cùng em đi khám sát. À, đi 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 blue ơi, blue 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 đi 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 cục kích mẹ nhà mày nữa. Blue ơi đi đi này còn dù dê nữa. Ôi giời, nó đóng cửa này thì bóp mình rồi. Nó định rủ dê nó bom mình đấy, mẹ. Không quen biết thì tự dưng vào rủ đi cùng là thấy nghi nghi đấy. Hay quá. Em số 6 kẻ gình mò. Em xôi từ tường bên kia qua tường bên đây. Thì hay. Anh Blue đi Blue. Giết người một cái sạc. Ai? Ai? Đứa nào? Anh Blue. Anh giết người cái sạc. Ai, quan từ từ từ. Từ từ. Vốt Blue là chắc chắn rồi nhưng mà Bubu ơi vừa nãy bạn đang ở đâu ấy? Khoan, Bubu. À, phòng đốt. Kia hai con mất rồi. Phòng đốt à? Em kẻ gần mò anh ơi. Phòng đốt. À vậy 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 thì anh Blue làm hai xác rồi đấy. Đâu, là... cái này cooldown xong kịp hai xác anh. Hai xác rồi, vừa nãy mày bị lag ấy. Lag bạn đang chạy gần mò. Mày bị lag rồi. Hà Phương đang đứng ở kho núp gần xuống chuông là bay đầu nhá. Ủa bay đầu hả? Chứ không phải bị nút hả? Hồi nãy bay đầu. Thì bói thấy mất. Không sao anh à. À thằng rình mò này ghét thật. Anh xui à, gặp cái thằng kia đâu cái nó định mò banh sao ấy, anh tắm hầm trước rồi chắc. Nó đứng trong ấy nó nhìn mà. Còn bò bò thôi. Anh xuống. Bò bò thôi. Na na. Cây mãi thề, đang đi học tự nhiên cây cây không xong mà. Mấy chị đây này, đây này em kể cho chị Nana ấy, là từ trong phòng đốt em gặp em trên phòng đốt, chị chạy từ phòng đốt vào hang xương, chạy một mạch ra kêu hô Tomboy bập phát đâu chết thì gọi là dao mà. Đi theo con bé này xem nó tao đang song đấu hài vãi. Nó bập em chết luôn mà nó buồn cười cay vãi thề do một vị ném mẹ xuống sông em, mà em đang đứng ngơ ngác tự nhiên bị bập phát. Anh Dũng ác và ai thề.
Anh phải nhân cái lúc mà tối tăm mù mịt, sương mù, anh cho em đi xuống sông luôn. Em lâu sắc ai còn chả nhớ luôn. Sắc màu cam là sắc của ai ấy? Kin. Em làm với xí nó xong rồi em cứ dí vào nó em bảo. À, lại còn định lên dùng chuông nữa. Đóng cái cửa vào cái. Nó kêu em giết nó. Ôi giời, còn mỗi bo bo ở bên này ấy, chịu đấy. Thôi bo xong rồi. Bo bo là đã bom à? Bọn nó định lên dùng chuông để đóng cái cửa vào. Có mua hiến tế à? Có hiến tế. Làm đi anh. Tế cho đặt bom ra. À, nhưng mà tầm này chưa hiến tế được. Chưa thích hiến tế. Giờ có bom lên thì hiến tế nó mới vui này. Thằng rồi, phải rung chuông rồi. Theo những cái tiếng gọi thất thanh của một ai đó thấy bảo Bobo đầu đỏ, chúng ta nên phải xử lý Bobo. Đầu đỏ. Chết đâu mà đầu đỏ. Chết đéo. Quá chết đâu mà đầu đỏ. Con mẹ. Bố ơi, tôi bảo này. Bây giờ tôi đổ dồn bạn được không? Bởi vì là lúc trước khi tắt đèn ấy là có một người băm bạn Hà Phương ngồi trong bóng tối. Được bạn. Mà mọi người đều đi với nhau hết à? Có mỗi bạn là không ai confirm với bạn. Bây giờ tôi đổ dồn bạn được không? Được bạn ơi. Được. Bạn là gì? Tôi ra luôn này, tôi số 4 này, tôi một câu này. Ủa chứ câu gì thằng nào cũng hắc xì mà mong. Số 4 là đặt bom. Số 4 đặt bom đúng rồi, số 4 đặt bom mà. Mày ăn sao số 4 lại đặt bom? Số 4 đặt bom. Bây giờ số 1 ngẫu nhiên. Số 2 cảnh sát trưởng, số 3 kéo lê, số 4 đặt bom. Khỏi, luôn suy đầu nữa cả, nhanh nhạy. Vậy thì ủa nhưng mà sao tự nhiên Hà Phương lại bay đầu ra xác đấy, xác chém mà. Ủa số 4 gặp bơm à, xác chém hả? Vậy anh TK làm 2 à? Anh Blue làm 2, anh Blue. Ủa Hà Phương ơi, sao quả đấy mà chết đấy Hà Phương ơi? Em còn chưa kịp thì có ai chém em thì vệ sĩ. Anh chém ấy. Anh Blue làm 2 xác. Được nửa giây cái vô xác luôn. Làm ai kia trời. 3 giây nữa anh sẽ bị dẫn đầu vô cổng dịch chuyển không? Không biết. Không hơn nữa. Đâu. Nửa đẩy thân hàng không? Mấy đứa chia ra đi, mẹ đi đéo đông thế. Em được làm số 4 mà không được làm vịt nữa. Trời 3 giây nữa. Anh bộ mà từ từ thêm xíu nữa em nhấn đầu rồi. Em nhấn đầu anh chuẩn rồi. Bóp anh gì anh, tại anh đông lắm rồi em. Với cả anh không quản lý cái phần... Chởi một xíu nữa. Có anh không quản lý cái phần tuyển thành viên ấy. Đâu em. Hiện tại thì bây giờ chơi private mấy cái buổi thứ 2 đến thứ 6 là cũng đủ slot cho mọi người nữa. Đời này là sao vậy? Dạo này cải bỏ bê chồng quá là buồn. Team số 7. Ám sát rồi. Nó dạy đi chơi suốt. Nana lên cái tầm Nana. Là bắn vô cái đầu Lucy được không chứ hả? Lucy là một cái con ngỗng ngu. Thế bảo có Hà Phương. Tôi đi bạn Hà Phương. 12 pháp y. Nếu Hà Phương thì sao? Em sao không ơi? Anh Dũng, em đi ngu anh đi với em đi. Em ngỗng ngu anh kiểu này. Em đi với anh Bobo nha, em chết là anh Bobo nha. Mày Dũng mày ra mày khai zone với anh đi, anh không loan cả phòng đâu. Em thích đi theo anh đấy sao? Đâu, em ngỗng ngu mà em khai gói cho anh luôn, ngoài đây luôn nè. Em cứ thích đi theo anh đi. Không thích khai zone nha. Ai mà chơi cho. Rồi, được rồi, Canada nổi tiếng lộ này. Hôm nay em kể ra mình được nhiều vịt phết đấy. Ê, anh đi với Nana nhá, anh chết Nana nhá. Ok, em đi học ơi, em đi học ơi, em đi học. Đâu rồi, Nana đâu rồi? Đông đây. Đi em ơi. Đây. Đi đâu đấy? Đây. Đi vô đây. Đừng nhớ làm gì đấy? Chip một kill anh đây. Bắt cần nồi con bé này nó khát máu thế à trời. Em chưa thấy con tình nhân của em đâu mà.
cuốn. Thì á? Một tí nữa là được. Hả? Lucy chết. Ờ, thằng Lucy chết không quan trọng mọi người, nhưng mà bây giờ quan trọng là hai người khai Canada cùng một lúc với em là như nào nhỉ? Là như nào nhỉ? Ông kia đúng đấy, ông kia đúng đấy. Ờ, ai vù bóng vậy? Ai vù bóng á? Tôi phát hiện, tôi phát hiện. 13 vù bóng. Sang. Em sinh đôi của ta vù bóng. 13 vù bóng à? 13 lắm. Ờ, 13 vù bóng. Tím ơi, tôi phát hiện ông kia đấy đấy. 13. Hả? À. Thế thì... Nhưng mà sao bạn... Thì... Ơ... 13. Thích ám sát. Em vừa mới đi với chị 13 mà hình như có một ai đấy vừa mới... Má, hai người nhận Canada. Ừ. Một bà thì bà ra ngay từ đầu bà bảo là Canada. Sao ông kêu bà, ê, ê, một người tôi là Canada. Có ám sát mà. Ám sát người ta fake rồi. Tôi đi với con dâu Nana, tôi phải chết là con dâu Nana. Nana xuống hội trường. Con dâu Nana. Cô giết người luôn. Ok, Miu nhá. Thế là con dâu Nana là Canada rồi. Bú bóng à? Chị 13 đứng ở kho đúng không? Bú bóng này. Ủa nhưng mà sao thằng Lucy lại chết ta? Ai biết được nó. Tao cứ ghim tầm nửa phòng ở kho nhá. Bị băm. Ông kia đúng rồi, ông kia đúng rồi. Giải tán đi mọi người, đứng đâu làm gì. Đúng. Một tí nữa thôi là xong được cái tắt điện rồi. Cày thế nhờ. Ai? Blue ấy, chứ còn ai nữa? Cái gì? Quán vô đi. Lên số lên Rona. Khỏi lên số nhảy thùng thì khỏi lên số. Em biết hai người chú thùng. Hai người này. Ở từ từ thế nào? Chắc trưởng ăn cơm chưa? Cái chắc trưởng ăn cứt. Vô đi, nhanh. Không, tôi bảo mọi người giết người mà nhảy thùng. Ô vãi cả trưởng không cho nói gì vô luôn ạ, bịp thật đấy. Từ từ. Dạy ngồi đi. Em nói đéo nữa. Nói đi. Ôi giời. Mẹ thằng bộ này. Con tình nhân kia nha. Con tình nhân kia cẩn thận nha. Mọi người, tôi nắm giữ một bí mật khủng khiếp. Đéo đâu thì mẹ thằng bộ lại chạy sai. Tất cả là tại cái pha trước vút xác ấy. Cố một tí nữa xong cái tắt điện thì ván này thì round này ngon rồi. Đấy, lại đi đông này. Úi giời. Chỗ này đéo làm tắt điện rồi. Anh trai hấu tiêu bên em đúng không anh trai? Bú đậm ơi. Ta đấy thì bắn cố thôi, nếu mà được thì được, không được thì thôi em. Ở kìa, xin cái gì? Bú đậm rồi. Anh lại dí bừa rồi, bú đậm thế. Xin chị hai. Xin chị hai. Xin chị hai. Xin chị hai. Chỗ trận phòng bò nha. Ê, cà rốt khử trùng không? Ghê, bắt lại bị bút bắn nè. Ai bù bóng vậy? Ủa, tôi bù bóng hả? Ừ, hàng xịt đó. Ông đi, ông đi với tôi với... Ủa, à, rồi. Sao bị bù bóng đó? Ờ, sao vốt luôn người ta đi? Ổng quá. Bú thì chả vốt. Vào phòng này mình được 2 ván vịt rồi đấy, mà sao kiểu đéo gì ấy nhỉ? Tọc 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 phát. Bú sớm quá. Đại một nó xe ra đi. Má sao tự dưng quái thằng đội thằng bộ nó lại chạy ra nó nhìn mình nhỉ?
Sợ thằng kia đang đứng ở dưới nó nhìn cái đèn. Em thấy anh ở trên rồi, anh em hộ luôn. Anh chạy qua thì thông báo anh pin. Anh vừa lu ai là vị đấy? Nana với thằng Sim. Ôi trời ơi, đang lượm được. Đang ăn chưa được. Ơ, Sim là Việt Hà. Chưa gì nuốt em rồi, thấy chưa? Em bảo rồi. Đang lượm được nuốt này. Nuốt Nana chưa được. Em đi đâu? Tắt tắt. Ai tắt đèn ấy? Xong rồi là anh chưa anh chưa tắt được, bây giờ chưa tắt được. Đấy cơ mà. Lúc mà em bị bú ấy. Anh tắt, anh nằm xuống sớm thì anh tắt rồi. Ôi rồi. Anh màu vàng bú luôn. Ơ kia một câu không nhảy ra bút xác à? Xác chém hai đứa dưới đi, nhanh lên. Chết con mẹ rồi, tình nhân vịt nữa má ơi. Rồi win rồi. Đây, giờ sao win? Vote là sao được? Đây. Vote sao được? Vote sao được? Để skip đi. Sợ gì? Skip đi. Lo gì? Skip đi. Skip. Không có vote index đâu mà. Không vote đâu. Anh với cái nhân vịt đó phải như vậy. Tình nhân vịt. Tắt điện đi. Bà Na đứng trong hang sương chứ. Người nổi tiếng chết bảo chị nhá, nói to đi. Thề báo. Báo. Ủa, vote được mà. Vote được sao được. Rồi, bây giờ Hiền Tế là thắng rồi. Hiền Tế làm đuôi xác là thắng rồi. Ông kia nhảy ra vote sớm là win rồi. Bị nó canh ở ngoài rồi, không dám ra. Không, anh có mỗi một cà rốt, lúc đấy có mỗi thằng Sim nó canh mà. Thế à? Lúc đấy Nana đã đến đâu? Cà rốt là bù bóng không? Đấy, làm đôi xác đi mà thắng. Câu mà. Ơ! Hên quá, hên quá. Hay quá. Hên. Bắt cho con này sát rồi. Nana bị báo đời chém à? Báo đời chém anh ơi. Đi thua. Tí thua. Thấy có điểm không lành rồi mà. Wow. Con nó là nó đứng nhìn chị Na. Anh theo. Chị Na, em off. Ông không chui vào thùng bia. Thằng ở bên ngoài làm gì lâu lắm mới gặp. À, con vợ Thao này. Anh Thao ơi. Chị Na em off nha, em off nha, mọi người chơi vui vẻ ạ. Lucy ơi, mày đừng đi học nữa Lucy ạ. Lô. Đi gặp ba con vịt. Ôi, hello anh. Chào chào anh nhá, chào anh DK nhá. Ê Thao, anh tí ra một góc anh em mình ngồi nói chuyện cái nhỉ? Rồi hẹn góc nào anh Thao ơi. Ra cổng tê lê đi anh em đứng lên nói chuyện tí. Ta nhớ nha. Ok ngươi. Lại thằng Lucy đi học nhá. Em không xin chém em luôn. Tao tâm sự còn đang dang dở. Mày bảo chị Nana. Thôi cho. Đi học. Không chuyện cái Nana chém luôn. Được đấy, hai con vịt hiểu ý đấy. Tắt điện đóng cửa phát rồi biết đường mò ra đáp một kill. Được. Em không hiểu. Ông cà rốt hay quá, của đấy vừa đốc một kill xong. Không nhảy ra vô sát đi. Tôi không nhảy ra được, hai con vịt dám nhảy ra. Bạn thân mà lúc đầu đã có một cái sim mà. Sợ lắm, vẫn sợ. Anh Thao ơi. Đời mình không chấm chuối. Thao ơi, chấm mình như chấm chuối ạ. Đéo gì hả? Đầu lắm gặp anh Thao. Thử ghét con này lắm. Đéo chơi. Thao ơi, chấm chuối như thế. Anh không hề. Mày mẹ chấm đi. Cái gì? Ừ được. Anh không làm gì cả mà anh lại đá mình như vậy. Em cũng biết sai. Cảm thấy thế này. Cái trận vừa rồi mà thằng Sungim này nó lại chém vào vịt tình nhân nữa thì hay. Làm gì có sao được, anh nói con dâu. Phải nảy số chứ anh. Ê con dâu Trang, con dâu Nana là Trang Cô Ba Cả phải không? À, đúng rồi. À, đủ tên à? Ta là vịt đấy. Tiên à, tao số 9 ngốc ngu ấy kìa. Chị là cắp linh tính luôn. Tao lấy gít. Cắp linh tính. Tao lấy gít. Ủa, cắp linh tính. Em số 9 mà. Ấy, chị là 9 rồi.
Nana mà Legit thì thằng Su bị nghiêm. Chị Na cầm lên thế. Em Legit. Ơ kìa. Anh nói thế, mẹ. Trang cò 3k. Bỏ lại lên làm tắt điện phát. Đây em đứng đợi sẵn rồi. Đây. Đứng đây đợi anh Thao tí. Cấp danh tính truyền giáo. Ôi, chim tưng. À đây rồi. Mày dạo này mất tích đâu đây em? Em đợt này em làm em thay đổi công việc bận quá. À, thế còn à, ở bận. Còn ở bên Gearbox kia không? Gặp anh nghe. Hả? Cái gì đấy? Hai anh em là cái gì đấy? Đó là còn, còn... Ê, ê, ê. Còn bên cái bóc kia không? Bên bóc kia làm gì còn ai anh? À. Không còn một ai anh? Thế mà nếu mà chơi lại thì không vào còn... đây chơi với anh. Vâng, anh... có vào bóc không anh? Để anh... tí em thêm cho. Có à, tí thêm anh vào bóc với. Ok mày, anh. Mày có dùng Facebook không? Có mà. Em có tí em add anh. Anh Thao mấy hôm trước em đăng cái video của anh nên anh Thao like mà đúng không? Ờ, thế thì tí Việt Dũng add vào nhá. Vâng. Nhưng mà anh là gì đấy? Hả? Anh là gì đấy? Mày thích hỏi không? Mày thích hỏi không? Mày thích hỏi không? Mày thích hỏi không? Ui! Anh đứng dưới đem anh ơi. Hello. Hello baby. Anh là gì ơi? Anh là gì? Hả? Anh là gì? Anh là vịt. Không có gì mò với cả tinh linh đâu. Ok. Thôi, ok phải... Em cũng ngu anh tin được. Em cũng ngu thật mà. Mày là gì? À hỏi. Ui. Ê, cách anh làm nhiệm vụ cái em. Cách anh làm nhiệm vụ cái. Vãi, thật luôn. Anh cũng làm nhiệm vụ vịt. Cách anh làm nhiệm vụ vịt cái em mấy đứa ấy. Đâu rồi? Cách anh làm nhiệm vụ vịt cái. Từ mọi người cho em một phút. Đó, có kẻ cắp danh tính quên mất. Một kẻ cắp danh tính đầu tiên. Từ kẻ cắp danh tính đầu tiên này này. Cắp danh tính tiny xong rồi chém anh Jun Kai ăn dí thì xong rồi chém thêm người nữa không biết. Mọi người ơi, mọi người ơi, Nana với tôi là hai con vịt. Vốt bọn tôi đi. Ờ, cái gì nhỉ? Anh Blue nằm tắt đèn này, còn Nana trông. Đúng rồi. Mọi người vốt hai bọn tôi đi. Mấy cái vốt tay trên đầu anh Blue ấy. Vốt Nana đi. Vốt Nana trước. Vốt Nana trước xong vốt anh nhá. Nana số 9 ngông ngu nha. Trời. Em tên anh Dũng, em tên anh Dũng. Anh Blue mới là số 9 ngông ngu. Ok, em vốt nó thật kìa. Đùa thôi, anh xin chúng mày đấy. Anh cả đồi tí anh chết mà. Chọc cố. Mày, mình skip cho nó. Thôi nhìn nguy hiểm thế mẹ. Anh mới gọi là nguy hiểm ấy. Ê, đây? Lên đây canh anh làm nhiệm vụ vịt cái. Ừ. Lạ gì? Hả? Đúng đấy. Dũng ơi, ra canh anh làm nhiệm vụ vịt cái Dũng ơi. Tao em chịu chết rồi. Chịu rồi. Ôi. Thôi té thôi. Đúng quá. Anh đè đè. Anh làm vịt. Anh đè đè. Anh ơi thay em. Anh làm vịt mà, mày không yên tâm, anh không chém đâu. Trang vợ tao. Đừng giết Trang. Đây rồi. Đổi đối tượng. anh lại báo cho cả em nữa. Cày đấy nhở. Đi Trang ơi, đi. Không, đi Trang thôi. Thằng Dũng kia nó chui ở trong này, cái ra ngoài xin cướp một bạo luôn. Ôi, ôi cái đéo gì ấy. Ê, sao ưu tiên ở đây? Bắn cả nôi á.
Sabuti ở đây, Sabuti ở ngay đây luôn này. Đâu, Sabuti đâu? Ở đây á, ở đây thì có ai? Thế Nana là Nana làm nhiệm vụ vịt à? Nana. Ui Nana, ui ui chị Nana thay không? Sabuti ngay đây này, ngay đỏ chót đầu Nana luôn. Sung Im mày là gì? Sung Im mày là gì? Pháp y. Cách mẹ ở đây đéo sport ra. Pháp y số mấy? Pháp y ngẫu nhiên thì phải. À đâu, chọn luôn chứ nhầm. Mày là vịt. Vịt cục cứt đấy. Vô trang của tao đâu? Ok. Ờ, cục cứt gì? Ok nhiên. Báo nhiệm vụ em cũng chưa. Thế là anh Thao, chị Na chết rồi. Ê, anh Thao bị cấp linh tính. Em lấy bê bê của Tê đang từ từ. Từ từ nhá, anh Thao nó thảo này, vừa bị cấp danh tính xong bắt đầu giết hai mạng có nghi là tình nhân này. Hai sát. Từ từ, mọi người có ai thấy ai? Đúng rồi, giết tình nhân rồi đó. Mọi người ai thấy ai nhiều? Tôi thấy rằng là phim không nỏ rồi, thấy bờ nu rồi. Ủa em với chị M3 đây đứng chung rồi. Còn Trang vợ mày đi đâu Dũng? Trang đang ở đâu? Tôi không biết Trang ở đâu. Em đang ở phòng thuốc. Phòng thuốc đang đút. Em đang đút thang. Vô luôn. Thật sự biết giúp con phơm lửa cho vịt à? Còn đốt thì vô đi. Tôi để em đếm nha, hình như em chơi 2, được 4 mạng rồi. Với 3 6, người. 8, 9 à? 9 thì hỏng rồi. Vợ tôi không vô, tôi sẽ ghi vậy. Vợ mày, mày vừa mới chui vào trong thùng cái đấy, vợ mày nó đi với người khác luôn mà. Trời ơi sao sự kiếp vậy? Thôi dùng lại. Đấy, em tội, em hết chung rồi, dùng đi. Nhưng mà sao bu tiên hay chúng mình luôn đấy? 9 à? Có hiến tế không? Có hiến tế. Thám nhanh hiến tế là được nha. Nhưng mà sao lại hai xác chết là sao ta? Cái xác trưởng băm nhầm à? 1, 2, 3, 4. Ôi trời ơi, vốt không vốt. 5, 1, 2, 3, 4. Cái xác trưởng băm nhầm luôn. Vốt đi. Vô đi, nhanh lên. Mày thằng dạy gái, mày thằng sim lỏ. Thôi, hỏng vẽ rồi. Mẹ mình ngu quá. Ván này có khi nào mình không chém sát nào mà thắng không? Hàm Phương ơi. À nhầm, mình chưa chém sát nào nha. Baby. Em có làm được. Đi làm sabote cho chúng nó chơi nha. Đi băm đi. Có dao. Ê, để tôi đứng trước cho bạn băm đi. Baby, băm đi em. Cà rốt anh ơi, em nhà trường giáo thôi. Baby là có súng nha. Cà rốt là chim ưng nhá. Ừ. Băm ông màu xanh lá cũng được. Xanh lá em ơi, xanh lá. Điên à, băm cái gì? Xanh lá. Ôi ông ơi, chạy sao được? Chạy sao được? Bye. Cà rốt ơi. Trời ơi, baby ơi. Và anh định không chém xác nào để mà win cái trận này nhưng mà cuối cùng vẫn phải chém một xác. Vai, anh cũng lừa em mà. Em thấy tội những người trong thùng quá. Tini, Phương ơi. Ai bảo mày đi bú xác Tini ơi. Má. Con dân phòng nó chém chậm quá. Mày cẩn thận đấy. Cái gì cơ? Anh xuống mày thì nó chém anh xong nó cắp lên tiếng anh à. Không, tại vì cái lúc mà cái lúc mà bạn nó lên là em cắp lên tiếng rồi. Con này mà. Rồi, em ơi, tính rồi. Tất cả ván này là tại cái thằng Việt Dũng. Xuống là cắp lên tiếng rồi. Anh là vì thì anh đổi tại em cái gì?
Tại mày. Đi ra đi. Tại mày, mày sim lỏ con bé trang trang cò đi kìa. Trang nửa rồi trái tim của mình rồi. Đây này, em phải ready. Trang chém đi chạy vào bú xác. Em gọi đi lại em chém. Đây này. Nana ơi. Sao anh chơi ở cái này anh hay được vịt thế nhở? Anh được 3 ván vịt đấy. Đúng rồi, em bảo mà. Vậy là nên giết ổng đầu tiên. Chết đầu, giết đâu đi ca đây, giết đi ca đây. Ừ, giết được. Vào đây mọi người. Anh thì chết nhiều nó quen đấy. Mọi người có nghe tiếng mất mình bị ồn không? Ôi giời ơi, số này lại vịt rồi. Giết ổng đầu tiên đi. Em đi ra được chém chậm người. Quá không em chém một người xong em vốt sát. Ai có ra vào thì vào chém anh đi chém đi ra luôn. Địch cái đầu anh đi. Ok kìa. Càng rồi. Anh rồi giữ sim lỏ con bé trang cò kia rồi cuối cùng vịt thắng. Cái kiểu lên rồi. Đó là em chém nhiều. Em skip cho vợ em. Ừ thì em skip cho vợ em nhá. Em double kill xong rồi thì cũng chẳng thấy gì luôn. Cái tụng trong khờ khảo ghê. Làm mẹ đi báo đời đi. Đi ca bó tù chắc rồi. Ủa lại có tinh nhân nè. Đúng rồi, Trang này chắc gơn lắm. Vừa vào cái bỏ bùa thằng dũng luôn. Trái tim của những người đỡ thật. Rồi, chị nào em ơi, danh sách rồi, chị nào. Tao đào nó vừa phá mình bỏ đời nhá. Em là phát hơn. Bỏ đời thật. Phát hơn. Rồi. Cái phòng này đi đâu người mình bỏ đời sướng lắm đấy. Rồi, đứng luôn ở đây. Xa tao ra, đừng chạm. Ơi, ơ có xin ra. Không chạm, không chạm, xe ra. Hồi nãy tôi phát cái gì bây giờ tôi là cái đấy đấy. Hồi nãy tôi phát cái gì bây giờ tôi là cái đấy. Không biết gì cả. Đừng chạm nhau nha anh em. Trông. Trình báo ai thế? Gang với cả tinh. Chuyển đây đi, chuyển đây. Ấy, cà rốt chạm. Ôi Trang, nếu mà Trang muốn giết thì Trang. Không, đừng lấy lòng tin, nó bắt đầu giết tôi nhá. Thằng Sim chạm anh nhá. Hồi nãy tôi phát cái gì, bây giờ tôi là cái đấy. Ơi Em mà chết là màu đỏ. Em mà chết là Tini. Ô, kẻ rốt chạy ý đâu ra cái đéo đi. Thôi đi Trang ạ. Thôi chia ra đi. Mạ rồi. Đi thao rồi. Đây, anh em đi nhau. Em chết là Tini. Dạo em, ngoài em đi với anh em chết, em không đi với anh đâu. Sao mà chết được? Chả thế. Năm trước anh vịt anh còn không chém mày thì thôi. Đi bảo mọi người á. Bảo mọi người á. Em mà chết là Simpe không lỏ nhá. Đi chuyển. Chứ thang này nhìn nguy hiểm thế nhỉ? Nguy hiểm gì anh? Ok à, đi đông nguyên này chơi kiểu gì? Tớ bỏ mẹ thằng Sim lỏ này. Có danh tính không nhỉ? Không. Anh nói chuyện đi, anh check mic đi. Không, em di chuyển rồi. Ui giời ơi. Ui đông thế. Sao nãy giờ. À Nana này. Thôi anh đi Nana đi. Thằng hói mày chết. Đi đi à. Đi à. Mày không coi ai là thể thống công gãy gì à? Đấy. Hả? Sao đấy? Sao mày giết nhiều tao? Ai giết? Vốt thằng đi cho em. Nó giết xong nó chạy luôn. Vốt thằng đi cho em. Vốt thằng đi đi. Vốt thằng đi cho em. Chị Nai, nó giết chị làm gì đấy? Chị đuổi em hơi căng chị Nai nhá. Tao đi theo con kèn kèn xem là có cái xác nào không. Okay. Tí nữa là cà rốt là kèn kèn nhá. Ai nói chuyện? Em là thầy đồng nhá. Ai có súng không? Ai có súng không? Em là thầy đồng. Em có súng anh ạ. Người nổi tiếng sao nhá, kêu to lắm nhá. Ai có súng? Cái gì? Chết lộ rồi. À hỏi cái sao nó bảo nó có súng. Nghe bịp thế nhở?
Mày có súng không Sim? Hỏi có đây ca, có thủ à? Lại bỏ thủ ai? Không, anh hỏi có súng không đi băm con tiền kênh đi. Đi cả bỏ thủ quá chạy. Sao nắm người nhận kênh ra đi? Không, thằng à, có súng đi đi, có cảnh sát trưởng đi băm con tiền kênh đi. Thằng nào vừa hỏi là kênh ra đấy. Đi đi tìm con tiền kênh đi. Để em đi. Sao? Hả? Đâu rồi? Đi ca đi hỏi. Anh Thao là bị chắc luôn. Như rồi, nắm người nhận kênh ra. Ôi giời, kết kết nhớ, kết kết nhớ. À đúng lại, anh em đi ra, lui ra, chết ngập bây giờ. Thôi, đéo vào. Lại nào, vào đây bạn, tặng quà. Đi cả bó thủ ơi, đừng đi theo em đi ca ơi. Đừng theo em đi ca ơi. Tôi tắt mẹ nó điện rồi. Nè, cảnh thế nhỉ. Đi cả bó thủ rồi, dí ra để chỉnh bó thủ rồi. Điên à. Không dí ra làm gì. Điên đi hầm chắc. Ô, con bé Nana nó chạy trong tối kìa. Không, em thấy không con kiến kề nó điên xác hay sao ấy. Ơ, Nana trong này à? Em là kỹ sư. Vừa có ai bảo là đừng giết em Thao ơi. Ôi con kiến kề chạy điên xác rồi. Chắc chết là ai chết. Ôi anh Kai, đừng đi theo em đi Kai. Anh báo vào mồm em. Thằng Á hỏi là có vấn đề rồi. Hả? À hỏi là có vấn đề nhá. Ủa? Thằng cà rốt nó chết rồi. Tôi đang tính nói là tăng tắt đèn, thằng cà rốt nó chạy. Xong cái giờ thì đêm nó ăn xác bị giết rồi. Hình như là bắt lại kia bị thao giết rồi sao ấy. Nó đi đông lắm mà. Lúc đó có Blue, Dân Cai, Thao. Không phải. Đi chung với nhau mà đúng không? Ủa Thao ơi. Cái lúc tắt đèn ý. Cái lúc tắt đèn ý là có ai vừa bảo là cái gì đừng giết em Thao ơi. Xong bây giờ không thấy đâu. Thao ơi, thằng Việt Dũng đâu Thao? Alo. Thao nhấn đầu Việt Dũng xong rồi. Em bú luôn thằng Việt Dũng rồi à em rồi. Hình như nhấn xuống xong rồi. Dạ sao mất mấy rồi kìa. Thao là cao thủ, anh Thao là cao thủ. Thao đi với cả Sim không lỏ nha. Ở kìa, có đi chung đâu. Có mà, vừa đi chung đây. Có lúc, Thao ơi, có lúc anh thấy là gặp thôi. Gặp đúng trong lúc. Em đổi rồi nha, được không anh Thao? Em thấy anh em phát thằng Dũng Tiêu. Anh này á, em là 15 trên lịch. Em lặng rồi. Trời, thôi đổi rôn với Sim lỏ đi nhở. Okay, bây giờ thứ nhất là thằng Việt Dũng nó bị thằng Thao băm rồi. Mày đi với thằng Thao. Thế này, em kể cho câu chuyện lúc đấy. Không kể. Tập bên số bao nhiêu xem? Tập bên số bao nhiêu xem? Có hết bao nhiêu lần? Mày là cái gì? Tập bên số 12. Tập bên số 12. Tao bảo nó là không bên số 12. Mày là cái gì Sim? Nhanh. Ờ kìa, biết là em là Pháp Y số 12 mà. Pháp Y gì á? Gì đấy? Em có bổ lớn chuyện gì không? Thao là gì? Thao là thám tử, Thao là thám tử. Dân Cai số 15 là không có thám tử gì cũng không luôn. Thì có Thao cứ đi. Ui chà. Ê chà, suy nghĩ lại đi Thao. Ý chà. Nói khác đi. Anh Thao, nói khác đi. Thằng Sim kia. Thì đồng chẳng hạn. Sim mày là cái gì Sim? Anh Thao luôn. Em Pháp Y số 15. Pháp Y cũng cất. Mày làm sai. Thao ơi. Mày Pháp Y mày giáo giỏi mày ra solo với tao mày. Ôi trời ơi. Đâu ra đâu anh đi cả. Ê, đây, băm thằng Sim đi, băm thằng Sim đi hỏi. Thằng Sim nó trốn ngoài đó, bên hang xương, nó trốn bên hang xương rồi, không biết nó trốn vùng nào đâu. Sao không thể ở hang xương luôn, sao không thể ở hang xương? Ôi giời ơi, nào mọi người tính ra đứng, nha. Đứng xa ra không nó spam đấy. À. Tránh xa DK, tránh xa DK lành nhất. Rồi xong rồi. Rồi xong. Ok. Chết mẹ rồi, vốt thằng Sim lỏ đi em ơi.
báo đời này. Ủa? Em cho anh báo đời được còn gì ơi. Em tự muốn em rồi. Ê, anh DK ác quá ai thế. Không, nhưng mà anh đang nghi thằng Hà Hói này chim ưng ấy. Yeah. Cảnh sát trưởng thật kìa. Nana nghe thấy vậy. Na thu trong thùng lúc đi qua nghe thấy mà. Mày quá mình nghe to. Không, anh Sander không nghe nữa, nghe điện thấy ai cười hí 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 mất tiêu. Trời ơi, anh Thao ơi.